Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với video mới nhất của Gala ô tô Phượng Quang. Thì đây, hôm nay em làm một cái video là thay kim cho con ba chân. Đây, thì con xe này của nó là hôm qua em kiểm tra là nó bị chết kim rồi, máy lổ cứ giật đùng đùng ấy. Đấy, thì bác chủ xe yêu cầu là thay một bộ kim bãi, thay lọc, thay bơm dầu. Đấy, thì bây giờ là kim thì em đã lấy về rồi, hôm nay tháo ra để thay xem nào nó có khỏe hơn, ăn ít dầu hơn không. Các bác nào cần kim thì cứ liên hệ với em nhé. Đây các bác, thì con động cơ này là D6CB. Đấy, nó là D6CB. Bây giờ em sẽ tháo ra và thay kim phong lổ máy cho các bác xem. Các bác thấy video của em hay thì chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Gala ô tô Phương Quang nha. Đấy, bây giờ em sẽ lổ máy lên để xem nào, máy nó rung như nào để cho anh em cùng cảm nhận. Rồi lổ đi. Đấy, các bác thấy không? Để lổ gang ti mà máy rung bần bật này. Đấy, con thấy máy rung không? Rồi bây giờ em sẽ thôi tắt đi. Đấy, rồi bây giờ em sẽ tháo ra để thay kim vào để xem là nó lổ có ngon hơn lúc chưa thay không nhá. Đi, xuống cái xuống dây, cái dây cái lọ đủ điện máy vào đây lấy lọ nhớt mới cả nhấc bộ kim lên đây, nhấc ra đây, nhấc ra đây, nhấc hết kim lên đây. Ở đây các bác, kim em tháo ra rồi đây. Còn đây kim bãi của nó đây. Đấy. Đây, bộ kim bãi em mua về đây, rất đẹp. Bây giờ em nắp vào để đổ máy lên xem là nó ngon không nhá.
các bác cùng em trải nghiệm nha. Vẫn kênh hay sao đấy Tiến? Đây các bác, kim em lắp xong rồi đây. Lắp máy rửa sạch sẽ hết rồi. Thay lọc, thay bơm dầu. Đây, lọc mới đây. Bơm dầu mới đây. Đấy, các bác nhìn thấy không? Rồi, bây giờ em sẽ lổ máy cho các bác xem là nó có khác với cả lúc chưa thay không nhá. Anh trèo lên lổ máy em cái. Xả e, xả yếc xong hết rồi, bây giờ chỉ lỗ thôi. Đấy, các bác thấy không? Máy lỗ êm chưa? Ngon chưa?
rất ngon. Anh thấy máy lổ sướng không? Đấy, máy nó phải lổ như này. Rồi tắt máy đi anh ơi. Rồi, bây giờ em hạ cabin là xong rồi đấy. Các bác thấy video của em hay thì chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Gala ô tô Phương Quang nhé. Rồi em xin phép được dừng video ở đây. Em chào các bác.